những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Bảy giờ sáng tại đường Võ Thị Sáu, quận 1, đoạn từ đường Phan Liêm tới đường Thạch Thị Thanh. Vào giờ cao điểm, đoạn đường này luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng như thế này. Đây là một trong những tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, chính vì thế thường xuyên bị áp lực giao thông. Nhưng có một lý do khác khiến đoạn đường ùn tắc, đó chính là hàng loạt các phương tiện chọn cách băng ngang đường Võ Thị Sáu để vào đường Phan Liêm để đi tắt ra hướng đường Điện Biên Phủ. Một người, rồi hai người, rồi kéo theo cả nhiều người khác. Điều này đã khiến cho các phương tiện đang di chuyển trên đường Võ Thị Sáu bị cản trở lưu thông, dẫn tới ùn ứ tại khu vực này. Đâu là nguyên nhân? Trở lại trước đó, dòng xe đang băng ngang đường Võ Thị Sáu này chính là dòng xe đã đi ra từ đường Thạch Thị Thanh. Thay vì chọn cách đi đúng luật là rẽ phải vào đường Võ Thị Sáu, ôm hết công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng để vọng ra đường Điện Biên Phủ, thì không ít người điều khiển phương tiện lại chọn cách di chuyển sai luật như thế này. Từ đường Thạch Thị Thanh, nhiều người đã rẽ trái để đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu, rồi băng ngang đường vào đường Phan Liêm để ra đường Điện Biên Phủ. Bất chấp biển cấm rẽ trái tồn tại trên đường Thạch Thị Thanh, đôi khi còn bật đèn tín hiệu rẽ trái để phạm luật. Vỉa hè trở thành làn đường đi ngược chiều. Uống bên kia đổ lên thì chiều nó nắng lên. Sáng cứ chiều gì cũng vậy, lúc nào thì học nắng như thế. Dạ. Cũng có bọ quạt chứ không phải không, chứ là tai nạn nghiêm trọng rồi. Tại vì chưa có. Sao mình có bật hơi bực mình trong người á. Mà mình thật sự mà không có ý gì hết, mình bỏ đi. Nhưng bây giờ mà ở Sài Gòn này mà còn cãi lại thì cũng không hay lắm. Tất nhiên là có nguy hiểm nhất, bởi vì khi mà ngược chiều lỡ một chiếc xe từ đây đi qua ô tô cái đó hai chiếc mình lấn chiều một phát là mình sẽ bị tai nạn hết ngay. Không đủ kiên nhẫn để len lỏi giữa dòng người dày đặc trên đường Võ Thị Sáu, muốn rút ngắn thời gian di chuyển trên đường, không thích phải đợi đèn tín hiệu giao thông. Đó là những lý do dùng để biện minh cho việc phi xe lên vỉa hè của nhiều người, tạo ra một khung cảnh khá hỗn loạn. Điều này khiến cho người dân sống trong khu vực bày tỏ bức xúc khi vỉa hè trở thành đường tắt cho những người đi sai luật. Thay vì lưu thông đúng luật trên đường phố để đảm bảo an toàn, thì đã có không ít người chọn cách lưu thông khá mạo hiểm, chỉ để nhanh hơn một vài giây. Điều này đã trở thành thói quen của một bộ phận người đi đường. Từ những hình ảnh mà chương trình camera cận cảnh ghi nhận được có thể thấy, người vi phạm luật giao thông không chỉ đặt mình vào tình huống nguy hiểm, mà còn có thể gây tai nạn cho những người đi đúng luật. Đã đến lúc cần phải báo động về thói quen lưu thông sai luật đang ngày càng trở nên phổ biến một cách đáng lo ngại trong giao thông đường bộ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Gần 18 giờ tối, phía trước một cửa hàng, người bảo vệ khá bận rộn với công việc trong xe của mình. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, phía trước cửa hàng có khá nhiều xe máy được dựng cạnh nhau, nhưng chỉ có một người bảo vệ duy nhất. Liệu một mình người bảo vệ này có đủ sức bao quát khá nhiều xe như thế này hay không? Người bảo vệ có vẻ rất cẩn thận khi liên tục đảo mắt quan sát bãi xe máy và cũng không quên chú ý đến những người khách ra vào cửa hàng. Đột nhiên, người bảo vệ bước ra phía góc đường. Có lẽ vị khách đi trên xe máy màu đỏ này đang cần tư vấn điều gì về những món đồ trong cửa hàng chăng? Và trong lúc người bảo vệ bước ra phía góc đường, vị khách mặc áo màu trắng này đã có một hành động khá kỳ quặc. Đẩy tay lái chiếc xe để kiểm tra xem xe có khóa cổ hay không. Người khách hàng này là ai? Tại sao anh ta lại có hành động kỳ quặc như thế này? Hãy quan sát kỹ tình huống. Người khách này trước đó đã bước từ phía ngoài đường vào.
anh ta xoay người một vòng để quan sát. Và khi phát hiện camera an ninh, anh ta nhẹ nhàng kéo khẩu trang lên để che khuôn mặt. Không vội vã bước vào cửa hàng, anh ta ngồi trên một chiếc xe máy đã dựng sẵn và nghe điện thoại. Lúc này, người bảo vệ cũng tỏ ra quan sát vị khách hàng kỳ lạ này. Thế nhưng sau đó, vị khách này liên tục có những hành động kỳ lạ. Kiểm tra xe có khóa cổ không, dắt xe ra, kiểm tra dây điện và đấu dây điện ngay trước cửa hàng. Đây là hành động bẻ khóa quen thuộc mà camera cận cảnh đã từng đề cập rất nhiều lần. Anh ta lộ diện mình là một kẻ trộm. Nhưng đâu là lý do khiến tên trộm liều lĩnh bẻ khóa chiếc xe máy tại khu vực đông người như thế này? Chính vì phải tiếp người khách phía ngoài đường, người bảo vệ đã lơ là những chiếc xe máy mà lẽ ra phải được trông coi cẩn thận. Rất nhanh chóng, tên trộm đã nổ máy được chiếc xe và nhanh chóng rời đi. Ngay lập tức, người thanh niên đi trên chiếc xe máy màu đỏ cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Liên kết lại từ đầu vụ việc, đây chính là màn dàn dựng khéo léo của bọn trộm. Một tên đóng giả khách hàng hoặc người hỏi đường để đánh lạc hướng người bảo vệ. Một tên thì tranh thủ sự mất cảnh giác của người bảo vệ để trộm xe. Và kết quả là màn đánh lạc hướng đã thành công khi người bảo vệ không hề phát hiện ra màn bẻ khóa trộm xe của kẻ gian. Và chiếc xe máy đắt tiền đã bị hai kẻ trộm lấy đi trong tích tắc. Trong thời gian qua, trên mạng truyền thông và báo chí xuất hiện những bài viết được nhiều người chia sẻ. Có nhiều dòng trạng thái nói về hai giảng viên có cách dạy sáng tạo, sinh động, được học sinh và nhiều người yêu thích và hưởng ứng. Vậy những sáng tạo ấy là gì mà được nhiều người quan tâm và thích thú? Và đây là câu trả lời. Cảm nhận ở đây không phải giống nhau hết thảy, mỗi người riêng một đôi mắt đôi tai khác nhau để nghe để thấy. Vẫn loài hoa ấy có người khen kẻ chê, chỉ một ngôi nhà thôi mà mỗi góc nhìn một vẻ, không ai tắm hai lần một dòng sông bởi lẽ nó không ngừng chuyển động. Có lẽ đây là cách truyền đạt nội dung khá sáng tạo mà một giảng viên trẻ dạy môn mỹ học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ứng dụng vào buổi dạy của mình cho sinh viên. Cách dạy và học thú vị này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của sinh viên, vì vừa vui nhộn vừa không gây nhàm chán buồn ngủ. Một sáng tạo khác trong dạy học của một giáo viên tiểu học. Ai cũng sẽ thích thú và vui vẻ, phấn khích khi vừa được học, vừa được biểu diễn tại chỗ như thế này đây. Đây là cách dạy học độc đáo và khác biệt của một thầy giáo dạy hát tại trường tiểu học Đông Thái, Hà Nội. Giai điệu sôi nổi của bài hát Đàn gà con được minh họa bằng những động tác dễ thương của thầy giáo đã kích thích sự dạn dĩ của học sinh. Các bạn đứng lên làm theo những động tác của thầy, làm cho không khí lớp học cũng như môn học trở nên sinh động hơn, vui vẻ hơn, giúp các em mau thuộc bài hát và được vận động tại lớp học. Tôi thấy rất là hay. Nếu như mà trường nào hoặc là thầy cô nào cũng áp dụng cái cách đó thì cái mình lúc mà mình học mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không có gò bó. Rất là sáng tạo, học sinh sẽ dễ hiểu hơn, tiếp thu hơn và không bị áp lực trong học tập. Thì em thấy cái clip này thú vị. Cách học này thì làm cho học sinh kiểu tiếp thu nhanh hơn, hứng thú với môn học hơn và làm mình nhớ dai hơn, mà kiểu tới môn học thì không có bị nhàm chán, làm cho học sinh nói chung là thích thú. Mà em thấy cách học này hay mà nên áp dụng. Dạ, em nghĩ rằng nếu như một người thầy giáo mà có một cách dạy sáng tạo như vậy thì học sinh rất là dễ tiếp thu, nói chung nói nôm na là dễ thấm vào người á. Thì khi mình học tập như vậy thì não của mình nó vừa được thoải mái, vừa học vừa chơi thì mình sẽ dễ tiếp thu bài hơn, dễ nhớ bài hơn, và học sinh nó trở nên năng động hơn. Theo em thì những cái cách dạy này cũng có một phần sáng tạo trong đó, giống như là kiểu vừa học vừa giúp cho những sinh viên, học sinh có thể thư giãn. Lâu lâu mình có một vài tiết mình chen vô như vậy sẽ làm cho học sinh thích thú hơn và giảm bớt căng thẳng. Dạ, em thấy đó là một cách học sáng tạo giúp cho học sinh mình trở nên năng động hơn và có học cái tiết học trở nên thú vị hơn, nó không bị nhàm chán như là những cái kiểu học truyền thống. Cách của các giáo viên trẻ bây giờ thì họ luôn muốn cố gắng là họ hạ thấp cái tôi của mình xuống, họ đưa những cái gì nó trực quan nhất đến cho sinh viên cũng như là cho học sinh bằng cách gọi là đưa những cái vấn đề nó sâu sắc hơn, và đặc biệt hơn là họ không có quan trọng quá nhiều về cái vấn đề là hình thức mình sẽ phải nói như thế nào, là như sao, miễn sao là cho tất cả mọi người đều hiểu.
Nhu cầu và mong muốn của mọi người về cách dạy và học sáng tạo của hai giáo viên trong phóng sự này đã góp phần tích cực giúp cho các bạn học sinh, sinh viên trở nên năng động và hứng thú hơn trong việc học hành hiện nay, qua đó góp phần thúc đẩy tính cộng đồng và kích thích sự sáng tạo của chính học sinh, sinh viên. Dạ, em cũng mong là cái cách học này sẽ được truyền tải rộng rãi hơn để cho bây giờ người ta sẽ năng động hơn, rồi mình dễ tiếp thu và học nó đỡ nhàm chán hơn những tiết học trước đây. Theo em thì em cũng muốn có một cái cách dạy nào đó sáng tạo hơn, chứ không những là thầy đọc rồi trò cứ ngồi ghi. Giống như là mình vừa học vừa chơi, nó sẽ thoải mái cho tinh thần hơn và dễ tiếp thu hơn. Đó là em rất là thích luôn, thích cái cách học nào áp dụng vô trên trường, lớp để tụi em thấy hứng thú với môn học hơn. Về môn học thì không ngủ gật ngủ ghê, chán trường nha. Em hy vọng muốn được học những cách này để dễ tiếp thu bài hơn. Muốn là những cái cách dạy sáng tạo của các thầy cô lan rộng khắp mọi nơi để cho mấy em nhỏ giờ hưởng ứng theo. Thì cái việc học nó không có trở nên nhàm chán mà nó sẽ thú vị hơn. Hiện nay nhiều người luôn hy vọng và cổ vũ những sáng tạo trong phương pháp sư phạm của các thầy cô để việc học hành trở thành niềm vui và sự yêu thích tự nhiên của đông đảo học sinh sinh viên. Nếu ai hỏi tôi thích chơi môn thể thao nào thì em yêu thích nhất là môn đá bóng. Thì em nghe tin được chơi bóng đá thì em rất là vui. Ở đây có nhiều bạn chơi với em. Giữ môn của em là sẽ là một cầu thủ tốt. Ở nhà em có xem bóng đá nhưng em không thấy được, em chỉ cảm nhận bằng tay của mình thôi. Vượt qua chính mình là điều mà thầy Đình Hậu luôn nhắc nhở các em. Và đúng vậy, họ đang cùng nhau vượt qua chính mình. Thầy luôn động viên tinh thần cho em thi đấu tốt. Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là nơi học tập và rèn luyện đặc biệt dành cho các em học sinh khiếm thị và mù ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngoài giờ học trên lớp, giờ thể dục là khoảng thời gian mà các em học sinh của trường đều yêu thích. Trong đó có một môn thể thao rất phổ biến, đó chính là bóng đá. Vì cái duyên với nghề, hơn 22 năm qua, thầy Nguyễn Đình Hậu đã gắn bó với ngôi trường đặc biệt này. Khi mà mới thành lập thôi, thì các em được đi giao lưu ở Nhật Bản và giao lưu ở Hàn Quốc. Mà sau đó thì các em nó cũng tham gia hàng năm thì tham gia cái giải hội thao người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thành tích không được tốt lắm. Nhưng mà điều đó mình không nản. Quan trọng là các em nó ham thích, xuống tới giờ tập luyện. Dù ít, có hôm chỉ có 5 em thôi. Bản thân mình thì luôn luôn động viên các em vượt qua chính mình trước cả. Dạ, nhà thầy em ở rất là xa, ở tận Củ Chi lận. Và thầy đi đến đây làm bằng xe buýt. Dạ là hiện tại là mắt em là vẫn còn thấy mờ mờ. Và theo cảm nhận của em thì em thấy thầy là hiền. Thầy cao nhưng mà hơi ốm. Dạ, với lại thầy rất là nhiệt tình để chỉ cho tụi em. Ví dụ như mà những quả bóng nhỏ mà chuông nó nghe nhỏ quá thì thầy sẽ sáng tạo ra cho tụi em nghe được là dùng cái bao ni lông để cột nó lại cho tụi em nghe. Còn riêng đối với tôi thì tôi thấy rất là tò mò rằng làm sao các em có thể di chuyển quả bóng một cách rất là khéo léo, rồi tập luyện rất là hăng say, trong khi các em có những khiếm khuyết về phần thị giác. Để có được những kết quả như những hình ảnh mà quý vị đã nhìn thấy thì cả thầy và trò tại ngôi trường đặc biệt này họ đã cố gắng rất là nhiều. Và trong quá trình tập luyện, các bạn và thầy có những khó khăn như thế nào? Thì ngày hôm nay ở vị trí là một người đi trải nghiệm, tôi sẽ ra sân ngay bây giờ. Em là phải hô lên. Dạ dạ. Em phải hô để cho cái người mà dẫn bóng lên, người ta nghe được tiếng của em là người ta né em. Mình hô như thế nào thôi? Em hô boy hoặc voi vậy tùy em. Boy dạ dạ. À, boy 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 đó. Dạ 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 dạ. Rồi chị Nguyên sẽ là người cản bóng nha. Rồi đi. Boy 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 boy. Bởi vì em phải hô đó, lúc này em quên hô thấy không? Thôi. 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 Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Thôi. 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 Thôi.
Thưa quý vị, chỉ có hơn một phút thôi nhưng mà tôi không đủ kiên nhẫn để mà cùng tập luyện với các em được. Tại vì cái cảm giác đầu tiên á, thì tôi bị mất phương hướng hoàn toàn luôn. Cũng nghe cái âm thanh của cái trái bóng kêu bởi cái tiếng lục lạc, nhưng mà cảm giác rất là lo sợ. Cái tai của mình phải chia ra, một bên là mình phải nghe quả bóng, còn một bên là mình phải nghe được cái tiếng của người hướng dẫn nữa. Tham gia vào cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay mới biết được cái việc khó khăn như thế nào cả thầy và trò. Cảm thấy rất là khâm phục. Trong quả bóng này thì nó gồm có 6 cái hộp, 6 hộp tròn. Họ lót dưới 2 cái lớp da của quả bóng này. Thì trong cái hộp đó có những viên bi nhỏ nhỏ, thì nó lăn, khi nó lăn nó tạo ra âm thanh. Lăn tạo ra âm thanh. Động tác mà khó nhất trong bóng đá này á, các em nó phải xác định hướng dẫn bóng về khung thành và vượt qua được đối phương để sút bóng về khung thành. Có những bài học ở trong này 4 năm rồi, 5 năm rồi, nhưng mà động tác dẫn bóng thôi, tập đi tập lại hoài vẫn không hoàn chỉnh được. Và là cái bóng bây giờ nó hạn hẹp quá, mình cũng cái mong muốn của mình chỉ là có bóng cho các em đó thôi. Tại vì đa số người khiếm thị họ lại thích âm thanh, mà âm thanh đúng thì mà nó nghe nó âm thanh nó thích hơn. Nhân lễ 20 tháng 11, em chúc tất cả các thầy cô thật nhiều sức khỏe để dạy cho các em cho học tập, và em chúc thầy Hậu là thật nhiều sức khỏe để dạy cho em những cái hay hơn nữa trong môn đá bóng. Em cũng xin hứa là sẽ cố gắng học thật tốt, cũng cố gắng tập đá banh thật tốt để sau này thi đấu giỏi hơn nữa. Tuổi thơ của các em có thêm niềm vui và động lực khi được chạy nhảy vui đùa với các bạn cùng trang lứa. Người thầy này hạnh phúc biết mấy vì có những học trò ngoan luôn bên cạnh mình. Hy vọng với những hình ảnh trên, các em học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm của xã hội, của cộng đồng, để các em có được cơ sở vật chất tốt hơn, những sân chơi đa dạng hơn, để các em có thêm sự tự tin và bản lĩnh hòa nhập vào cuộc sống. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị xin gửi về địa chỉ email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980305.